Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị người dân không cho tiền trực tiếp đến người ăn xin. Nếu muốn giúp đỡ người ăn xin, người lang thang khó khăn thì người dân nên thông qua các tổ chức từ thiện hoặc đoàn thể chính trị xã hội. Theo cơ quan này, việc bấy lâu nay người dân hay cho tiền trực tiếp người ăn xin khiến tình trạng người ăn xin xuất hiện tràn lan khắp thành phố. Nhiều trẻ em và người già ăn uống, ngủ ở các chốt đèn giao thông để đeo bám xin tiền, làm phiền người đi đường và cả khách du lịch. Trao đổi với Đài Cho Tự Do hôm 22 tháng 8 năm 2019 từ Sài Gòn, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà rất ủng hộ chủ trương này của Thành phố Hồ Chí Minh. Bà cũng đồng tình gặp ăn xin cho tiền cũng là lòng tốt của người dân là đáng quý. Tuy nhiên, bà nói tiếp: nhưng mà có thể mình tuyên truyền, mình vận động bà con đâu đó là nếu mà mình có tâm, mình làm các từ thiện, mình giúp cho họ đó, giúp cho người nghèo, người ta khó khăn đó, thì có thể thông qua tổ chức chính trị hoặc là đến chùa, chuyện đồ đều có người ta có làm từ thiện đó, hoặc là đến mấy cái tổ chức từ thiện á. Đó thì mình ủng hộ để mà cho người nghèo, người có những hoàn cảnh khó khăn đặc biệt á, mình giúp người ta cũng có thể nhiều cách. Chứ còn không phải cho trực tiếp họ là mình cũng được, nhưng mà đều có cái làm như thế thì lại là có những người họ cũng lợi dụng. Có những người họ lợi dụng rồi họ chăn dắt đó, thì theo chị thì cũng nên là ủng hộ cái chủ trương đó của thành phố em. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ có ăn xin là người Việt Nam lang thang trong thành phố, nhiều nơi còn có nhiều người nước ngoài cũng xin ăn, như ở trung tâm Sài Gòn và các khu vui chơi giải trí đông người. Họ nói tiếng Anh hoặc cầm bảng viết chữ tiếng nước ngoài kèm tiếng Việt Nam. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, người từng nhiều lần giúp đỡ người khó khăn hay anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa ở Sài Gòn, thì đa phần cán bộ của các đô thị, người ta không thích hiện tượng trong đô thị mà họ quản lý có người lang thang, cơ nhỡ hay ăn xin. Ông nói tiếp: thế thì cái trường hợp vừa rồi như là đài thành phố Hồ Chí Minh mà có cái khuyến nghị như thế, là khuyến cáo là không nên mình cho tiền trực tiếp, thì tôi thấy là cái đấy nó không đúng. Quan điểm tôi là tôi không đồng ý cái đó. Bởi vì tất nhiên cái hình ảnh mà ăn xin ăn mày ở những cái đô thị thì nó không thật là đẹp, nhưng mà chắc là đấy là tùy cái góc độ anh nhìn thôi. Cái người quản lý thì muốn dẹp cái đó để cho nó đẹp. Nhưng mà cũng có những người theo quan điểm nhân văn thì họ bảo là đấy nó cũng thể thể hiện cái tình thương đối với con người. Và nhà báo Võ Văn Tạo cho biết, kể cả những nước giàu có văn minh vẫn có người ăn xin, nhưng tất nhiên hầu hết những người ăn xin ở đó họ không đeo bám hay làm phiền người đi đường hay du khách. Họ đứng một chỗ thôi, ai có lòng thương thì cho tiền. Ông nói tiếp: tôi nghĩ rằng cái chuyện đó nó cũng bình thường, nó là xã hội. Nhà nước giải quyết thì không hết được đâu. Cái đấy là hiện tượng tự nhiên, bất kỳ quốc gia nào cũng có. Nhưng mà làm sao cho nó hài hòa thôi, chứ còn nếu mà để nó thành một cái hiện tượng nó quá nhiều mà kiểu đeo bám làm phiền phức cho những người qua đường cũng như du khách thì cũng không nên. Cũng theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngoài người Việt Nam, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn có rất nhiều trẻ em, phụ nữ nuôi con nhỏ đi ăn xin mang quốc tịch Campuchia. Họ được kẻ chăn dắt tập hợp từ các tỉnh như Sóc Trăng, An Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Ninh Thuận. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng những người này đã được đào tạo các chiêu thức để ra đường hành nghề ăn xin tại Sài Gòn. Đối với những người này, phía Việt Nam cũng từng thu gom, tập trung rồi trao trả cho phía Campuchia. Tuy nhiên trả xong, đầu lại vào đấy, vì việc qua lại giữa công dân hai tỉnh giáp biên giới quá dễ dàng. Từ Sài Gòn, nhà báo Sương Quỳnh đưa ra nhận định: nếu mà họ làm một cách thực tâm để lo cho người nghèo á, một cách nó triệt để và tạo cho họ một cái cuộc sống đỡ bớt nghèo khổ, họ đi ăn xin ấy, thì tốt. Nhưng mà vấn đề là có phải họ làm được như vậy không, hay là chỉ là làm được cái ngọn trước mắt thôi? Theo nhà báo Sương Quỳnh, cách giải quyết nạn ăn xin mà Sài Gòn đưa ra không phải là phương pháp xóa đói giảm nghèo. Theo bà, phải có chính sách an sinh xã hội cho những người ăn xin đó. Những người có điều kiện lao động thì phải tạo điều kiện cho người ta lao động. Hoặc nếu họ chịu trở về địa phương, thì yêu cầu địa phương tìm việc cho họ. Bà nói tiếp: tất cả mọi cái đều do là thất nghiệp. Và cũng có thể do những cái cuộc sống của ta ở quê, người ta cũng nghèo khổ quá, người ta phải đi ăn xin. Mặc dù cũng có những cái
kẻ lạm dụng cái chuyện đó để mà ăn xin và làm chăn dắt để mà ăn xin để kiếm tiền trên trên những đứa trẻ và những người già như vậy thì có cả. Thế thì khi anh chăn dắt đấy, công an đâu? Dân người ta còn biết đấy là công an. Nhưng rõ ràng những cái người mà chịu trách nhiệm đó thì họ lại không làm tốt những cái việc đó. Đây không phải là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra giải pháp quyết liệt với người ăn xin. Vào năm 2014, chính quyền từng ra nghị quyết tất cả người ăn xin sống lang thang phải được đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội. Tính riêng năm 2018, có 1.800 người đã được đưa vào các trung tâm này.